5 minutes later. Nó sẵn sàng, cái này còn sẵn sàng được. Nếu đi băng giá rồi, có hai cái skill mặc định của băng giá này mà đánh qua đánh về nữa. Nó mặc mình, nó mặc mình. Anh em thấy không? Cả hai thằng luôn. À đâu mà SP nó. AD nó chứ. Đánh nhau đánh mình gần chết tới nơi luôn, nó mới dùng kiệt sức của mình đi. Hải quốc dưới bóp đông vui. Ăn nốt cũng bằng được. Đi đi lên này, lên bắn người ta thì không dám bắn thôi, nhưng mà tới hồi người ta gần chết chí bắn quyết liệt luôn. Five minutes later. Mày có cầm cái mồm mày đi không? Tao đã cầm đấy. Thì nó nhìn nó thấy móc tay, cái móc cái phần mình bắn từng mình bắn đường rồi. Đánh 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 đánh. Không chơi game cái gì mà đồng hồ cỏ cả lặn xuống con đó để nó đánh chết vậy.
đếp 400 ngàn. Thôi được rồi. Dắt với lại con dắt hai con này lại mạnh đi Vladimir nữa. Bắn nó đúng hơn bắn 27. Vâng. Mình đánh vô nó đi nè, luôn nó luôn ta sai. Thế đánh vào luôn đi. Biết được. Chiếu hả? Chiếu vâng quý thỏ kẻ mặt ra thanh nhà nha, nó hồi sinh ra tới nơi rồi nha. Nó cài với đuôi cải thiện luôn. Đang có giảm 15%, đang cần có thể nhắn mình.